Anh mang mấy cái thùng này đi đâu vậy? Anh với em qua nhà má. Nhưng mình mới về nhà má chiều hôm qua mà. Anh ở nhà thì còn có cơ hội đưa em qua nhà má thêm vài lần. Với lại hôm nay anh phải qua bên đó ăn cơm má nấu mới được. Em vô lo chuẩn bị đi rồi mình đi. Dạ. Nhưng mà anh đem theo cái thùng này để làm gì? Bí mật chưa có được bật mí đâu. Trời ơi, cái thùng gì mà bự dữ vậy anh? Đã ra, chuyện riêng của vợ chồng tôi, có thắc mắc gì vậy? Em chỉ hỏi cho biết thôi mà. Làm gì khó chịu vậy? Tôi không muốn nói, chứ không phải là tôi khó khăn gì. Mà sao sáng giờ không thấy má tôi với Như đâu vậy? Má ra bài cá với ba rồi, còn cô Như đi đâu em cũng không biết nữa. Ảnh hỏi tôi chứ bộ, tự nhiên trả lời chi vậy? Má ra bè cá rồi anh. Trời ơi, có gì đâu mà la lối người ta. Tôi chỉ muốn biết vậy thôi, ai biết thì trả lời. Mà cô thích hoạch hoẹ người khác lắm hả? Anh toàn là ăn hiếp em không à. Bực bội quá. Nặng lắm không anh? Có cần tôi phụ không? Vô đây phụ em cái. Rồi rồi rồi. Đó trước đi nha. Dạ. Rồi tôi qua liền. Dạ dạ. Ủa, em chưa về thay đồ nữa hả? Nhưng mà trời ơi, đi đi, đi vô thay đồ liền đi, để hồi nắng dữ lắm đó. Thì không rước bực vô thân. Ê, không phải chuyện của bà. À, không phải chuyện. Chuyện phải không? À, bác Hoàng nên hỏi ông trời. Không phải chuyện mình trả lời được không? À, con. Má. Nè, cái anh xe ba gác nói là con kêu ảnh chở mấy cái này tới đây, đúng không con? Dạ đúng rồi má. Má nãy giờ sao nhà má không mở ra coi? Trời ơi, má tưởng người ta giao lộn. Má sợ một lát người ta tới, người ta đòi lại, rồi lỡ má lột ra cái coi sao được con. Má cẩn thận ghê, hèn chi vợ của con cũng cẩn thận gần bằng má luôn. Em, mình mượn cái gì đi mở ra đi. Cái này sao con lại... Dạ tại vì giờ vợ có ít khi về thăm má được, cho nên có cái này cho má làm bạn đỡ buồn. Má ráng đợi con thêm một thời gian nữa đi, con ráng đi làm kiếm tiền kiếm nhà riêng, lúc đó con đón má về ở chung nha má. Má đừng có khóc mà. Má không nghĩ lại có Phước được con lo lắng nhiều như vậy. Con gái má cũng thiệt là có phước vì đã lấy được người chồng tốt như con. Má à, quan tâm chăm sóc cho má là trách nhiệm của tụi con mà. Má, con còn cái quạt và mấy thứ đồ dùng khác nữa.
con mở ra cho má xài luôn nha. Má thiệt sự không biết phải cảm ơn con sao nữa. Vậy má thưởng cho tụi con một bữa cơm nha má. Má nấu ăn còn ngon hơn vợ của con nấu ăn nữa đó. Ừ, hai đứa cứ ngồi đây nói chuyện đi, má xong liền à. Dạ. Sao anh không nói trước với em? Nói làm chi? Anh muốn nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ của em bây giờ nè. Em thấy âm mưu của anh ghê không? Em cảm ơn anh nhiều lắm. Má em vui lắm đó. Nè, má em không phải má vợ anh hả? Biết má vợ anh rồi. Anh ngồi đây đi, để em xuống phụ với má cho nhanh nha. Ê, em để má làm đi, giờ mình ra chợ chút nha. Chào Di. Chào con. À, cho con 3 kg đường, 3 kg lạp xưởng và 3 kg khô cá dứa. Có còn gì nữa không ta? À, cho con 5 lít dầu ăn với lại 5 lít nước mắm nữa. Ủa, con tính mua xài cả năm hả? Chờ gì chút nha. Dạ. Anh tính mở tiệm hay là mua đồ mang lên tàu vậy? Anh mang lên tàu. Nếu mà bữa nào cũng gặp người khách như con á thì dì mau xây nhà lầu lắm á. Con chúc dì ngày nào cũng bán được giống như ngày hôm nay nha. Cái thằng dễ thương gì đâu á. Dì của con hết nhiêu vậy? Anh, mai mốt mấy chuyện này anh để em làm được rồi mà. Bây giờ mình về cất đồ rồi qua nhà má ăn cơm ha. Ừ, thì cất đồ xong rồi ăn cơm ở nhà má. Ủa, mà sao anh chạy đường này? Đi đâu nữa vậy? Giờ mình về mình cất đồ rồi qua nhà má ăn cơm cho thoải mái. Thì đúng rồi, đường về nhà má nè. Không lẽ đường về nhà má vợ anh mà anh không nhớ sao? Ủa, vậy mấy món đồ này là anh mua cho má em á hả? Giờ này mà còn phân biệt nhà anh nhà em nữa, anh đánh đầu em chết bây giờ. Làm gì mà sao tự nhiên im re vậy? Bộ anh không nghe tim em đập mạnh hay sao? Em cảm động tới không nói được lời nào đây nè. Con cảm động từ đây đến cuối đời luôn đó. Ê, cái quán ở ngoài kia tôi thấy được lắm á. Ừ vậy hả? Ngày mai tôi với bà ra ngoài đó nha. Ừ, ngày mai học xong rồi mình ra đó luôn. Đủ nguyên một đám đi luôn á. Ừ, có gì bà rủ tôi nói đi nha. Ừ. Mua gì nhiều dữ vậy ta? Mua cho ai vậy cả? Bà nói gì vậy? Em, dạ, đưa anh cái bóng này. Má không ngờ có con rể giỏi như vậy. Con còn biết làm mấy chuyện này nữa. Dạ, đàn ông con trai mà má, phải biết làm mấy chuyện này chứ. Tụi con theo tàu rài đây mai đó, cho nên cái gì cũng phải biết hết. Kể cả cái việc nấu nướng nữa. Lúc nào mà cần á, tôi cũng phải làm hết. Nhiều khi đêm đói bụng cũng phải tự làm luôn đó má. Hả? Con phải tự nấu ăn nữa hả? Dạ. Anh giỏi lắm đó má. Ở nhà anh phụ con được nhiều việc lắm á. Má, con chạy lại hết đường dây điện trong nhà rồi, với lại thay mấy cái bóng đèn mới trong nhà rồi. Chút xíu nữa con bắt cái anten, lúc đó má coi TV rõ lắm à. Má cảm ơn con nha. Dạ. Má, má, gì vậy? Nhìn là thấy ngứa con mắt rồi à?
tiền chùa mà. Ai làm cho con gái cưng của má bực bội vậy? Nói má nghe coi. Thì đó, mới thấy anh hai chở bà Hiền đi về nhà bả, chở theo một đống đồ bự chảng, chắc cũng bộn tiền đó. Con nói gì? Nói rõ lại cho má nghe coi. Cả thiên hạ thấy, chứ có phải là một mình con thấy đâu. Nếu như mà má không tin á, má đi hỏi người ta đi. Hồi sáng con có thấy anh Đông, anh chở một cái thùng nào đó bự thiệt là bự. Chở đâu có nổi, nên phải kêu xe ba gác chở qua nhà con Hiền. Không biết ở trong đó có cái gì ha. Cái thằng này, để nó về đây, má nói cho nó biết rõ ràng. Lấy vợ xong, chỉ biết lo cho gia đình bên vợ không à, không có lo cho cái nhà này gì hết trơn á. Con thấy đâu có gì đâu má. Thì tại ảnh thương Út Hiền, cho nên là ảnh lo luôn cho cả nhà của Út Hiền. Ảnh là một người đàn ông tốt mà. Chọc tức tôi nữa. Tôi nghĩ không biết sao tôi có thằng con dại dột, tôi không biết nữa. Lên xe đi, anh chở luôn. Dạ. Sung sướng quá ha. Từ sáng sớm tới bảnh mắt, đi tới giờ này mới chịu mò về. Dạ, con xin lỗi má, tụi con về hơi trễ. Ủa, xin lỗi hả? Tôi nhớ hồi đó tới giờ xin lỗi tôi hoài mà. Tôi đâu có cho đâu. Sao mắc hoài vậy? Dạ con. Em đem nãy chú xuống bếp giùm anh đi. Má, có chuyện gì mà nói với con nè. Để lát nữa em đem xuống. Em ở đây chút xíu nha. Đi. Đúng rồi. Lỗi phải của ai thì người đó phải đứng đây nghe chứ. Anh nói em đi vô mà, không nghe lời anh hả? Vô đi. Em biết rồi. Nghe lời chồng quá ha. Lời mẹ chồng nói coi như nước đổ đi vậy á. Má, má ngồi xuống đi, có chuyện gì nói con nghe. Má, vợ con làm gì mà má đối xử với vợ con vậy? Nó đã làm gì thì tự nó biết chứ. Con đi hỏi nó mới phải chứ. Tại sao hỏi má? Hôm nay tụi con qua nhà má Út Hiền có chút chuyện, cho nên mới về trễ. Mà hồi sáng trước khi đi, con cũng đã xin phép ba là có thể tụi con về trễ rồi mà. Có vậy thôi mà má cũng nặng nhẹ với tụi con nữa. Người cần xin phép thì không xin. Ba con á, ổng có để ý tới cái nhà này đâu mà xin ổng. Má thấy con quan tâm nhà má vợ con còn hơn cái nhà này nữa. Tối ngày chạy qua bển, đã vậy còn đem thùng thùng đóng đóng qua bển nữa. Má, má tức giận không phải vì con qua bển, mà là vì má tức giận vì con đem đồ qua nhà người ta chứ gì. Út Hiền là vợ con lo cho má cổ một chút cũng là bình thường thôi. Mà sao má kỳ cục quá. Ừ, tôi kỳ cục vậy đó. Tôi thấy con trai tôi bị người ta xách mũi đi, thiệt tình tôi không có nhịn được. Hôm nay mang một thùng, không biết mai mốt mang mấy thùng, rồi khi nào vác luôn cái nhà này qua bển. Má, má nói quá rồi đó. Từ hồi con cưới Hiền về tới giờ, con đã đem qua đó cái thứ gì chứ? Con qua nhà người ta ăn cơm được mấy lần mà má nói con như vậy? Là tôi lo cho của cải của cái nhà này nè, không biết tới chừng nào rớt hết vô tay người ngoài. Tôi lo cho đời cháu chắc của tôi, tôi không hơi đâu mà lo cho ai hết. Má, được rồi, má không lo cho con. Vậy thì má đừng có quan tâm đến con làm gì nữa. Con nói cho má biết, đồ con đem ra ngoài không phải là từ cái gia sản của nhà này đâu. Bây giờ thì hay quá rồi, đủ lông, đủ cánh rồi. Muốn bay thì bay phải không? Trước giờ con đâu có coi cái nhà này là nhà của con đâu. Má, con thấy má càng nói càng quá đáng. Hay là má không muốn vợ chồng con gần gũi yêu thương nhau? Má muốn vợ chồng con tan đàn xẻ nghé má mới chịu đúng không? Đi em. Nè, đừng có gieo tiếng ác cho tôi.
Chẳng qua tôi lo có ngày gì quá mê muội, dâng hết cho người ta những cái thứ cả đời tôi và ba anh dành dụm thôi. Còn với cái vậy đó hả? Nuôi cho lớn, cưới vợ đàng hoàng, bây giờ nó đội vợ lên đầu còn hơn má nó nữa. Má, má bớt giận đi. Má ngồi xuống đây nè. Tự nhiên khi không má gây với ảnh làm gì? Chứ con không thấy hả? Nó bên vợ nó chầm chấp à. Má, má, má qua đây ngồi uống nước đi má. Ngồi xuống má. Má uống nước đi. Thôi má đừng giận nữa. Tất cả cũng chỉ tại vì con nhỏ đó nên anh Đông mới cư xử như vậy, chứ ảnh đâu có lỗi gì. Nên má mới ôm cục tức vậy nè. Thôi má vô phòng nằm nghỉ đi. Chút hết bực liền hà. Đi má. Thôi không có đi gì hết trơn á. Má, má uống nước đi má. Hết biết khóc nè. Dạ con cảm ơn Tám, nhưng con không uống đâu. Vậy xài cái này đỡ. Dai quá hả? Dai chứ gì? Kệ đi, nhai hoài là mềm à. Nhai hoài mà vẫn khó nuốt quá nên Tám. Biết mà. Ráng hoài nó mới được. Do con phải không Tám? Con không biết điều, không làm đúng những điều má chồng con dạy, đúng không Tám? Con người ích kỷ, nhỏ nhen. Vì con mà anh Đông với má anh cãi nhau. Chắc lấy con, anh Đông anh khổ tâm lắm. Số phận sắp đặt, có nhân quả hết. Nhân quả, nhân duyên. Cái duyên thì chấp nhận thôi Tám ha. Nhưng mà thiệt tình, con cũng đã rất cố gắng, nhưng má con vẫn không thể nào chấp nhận con. Con khổ tâm lắm Tám. Duyên xếp lộn người. Chắc là ai cũng có nỗi khổ tâm riêng Tám ha. Con cũng không trách gì má đâu, chỉ thấy buồn thôi à. Phải vậy, phải vậy mới đúng chứ. Đúng đạo làm con rồi. Cũng như con khô, nhai hoài mới mềm đúng không Tám? Biết là tốt. Hiểu rồi đó. Hiểu rồi. Tám, hôm nay vậy thôi Tám.
Để con đưa gì vô nhà. Không sao, cứ để kệ táo thôi. Về với chồng đi. Ở ngoài này lạnh rồi. Con đưa Tám vô nghỉ rồi con về. Đi. Đi.